chỉ cái đồng người chó nó còn vào đúng trung tâm. Này, giao cả đôi bắt một tay thì cân nhiều lắm, cân không? Bà vào bên cân đi. Ông biết không mứng rồi nào được cả. Cân cân ra. Chưa đưa đến đường đã ngã rồi, bỏ mà mất ngã. Đây đổ rãnh này, đây có con phi đấy.
bắt được con cá này vào. Hả? Bác giáo đây 3 cân rưỡi còn 3 cân này bác này. Đoàn này có lấy cái chép ở cái rồi mang về nhỉ? Tôi lấy rồi. Lấy một con. Thằng ấy mà nó bắt. Cái chép à? Cái trong quyền quán đấy. Bây giờ thì đông chó nó còn này, nó kia cả nhà. Đây. Này thằng quỷ á. Nó đông vào cho có cho này gọi cho không gọi được. Đông một bì cho bì giết. Đó cho những cái đầu này phải cho thêm người nữa. Ông sao xuống? Cái đầu này phải thêm người nữa. Hết hết rồi chỉ đạo ông chủ. Ta đi đi lấy. Cho nó là nhiều đêm nó lộn bộ một cái. Nhiều có chồng đấy chứ có nào. Ngon chứ rồi cho một bắt ngọn cá rồi làm này để ăn cá thì đôi khi chắc là chắc là còn còn mới ra cá mà cá nhân đây mấy năm rồi gọi cho nhanh đi cá chỉ còn thợ với đào tạo 60 năm rồi cá Hải Phòng uống nước cái ở sông Đa Độ đấy đây. Chó trước anh chó đấy chó đi câu ở đấy suốt rồi. Chết rồi. Này, bắt được tôi đấy. Đây, đây. Nó có hầm không ạ? Số số đâu á? À, thằng kia bột xăng. Biết ao thì còn xăng năm có bà mà ăn đâu. Nó cá khác rồi. Nó còn có thất lưu mũ vàng. Con nói đi, con nói đi. Còn cái phòng trong xuống nhé. Cứ để đi trước đấy. Nó chết. Chết á. Ừ. Sao nó nhảy ra ngoài thôi. Trong xuống rồi. Trong xuống. Đó, cái. Đánh là nó xương bỏ ạ. Đấy. Có đánh đồ người ta thích ạ. Đó, đồ. Mới à? Con một con. 2 đồ.
vừa rồi. Năm lạng rồi chị ạ. Ôi giời, còn quên nữa, còn đâu có quên.